Nhà Phật thường nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Lý ở trên kinh Phật nói được rất sâu, sự cũng nói được rất nhiều. Ở trong sáu cõi luân hồi, được thân người là vô cùng khó. Cái cơ suất này quá nhỏ. Lời của Phật nói chúng ta có thể tin tưởng hay không? Chỉ cần tỉ mỉ mà tư duy, quan sát, sau đó liền sẽ cảm thấy lời nói của Phật có thể tin tưởng. Phật nói với chúng ta, muốn được thân người, điều kiện là phải đầy đủ năm giới mười thiện. Chúng ta nghĩ lại xem, chúng ta một ngày từ sớm đến tối, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm là mười ác nhiều hay là mười thiện nhiều? Bình lặng mà suy xét thì liền biết. Ý niệm ác của chúng ta nhiều hơn ý niệm thiện, lời nói ác nhiều hơn lời nói thiện, hành vi ác nhiều hơn hành vi thiện. Vậy thì xong rồi, thân người thì không thể có được. Muốn được thân người, đích thực thiện nhất định phải nhiều hơn ác. Trong 10 phần, 7-8 phần là thiện, 2-3 phần là ác. Không luận là khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm, phải có một so sánh, như vậy thì bạn liền rất an tâm, vì đời sau vẫn có thể giữ được thân người. Nếu như nói thiện và ác của tôi 50-50, như vậy thì không bảo đảm, luôn phải đến 7-8 phần 10 thì mới có thể tin được, không đến nỗi mất thân người về kiếp sau. Chúng ta từ ngay chỗ này bình lặng mà tư duy quan sát, liền biết được lời của Phật nói có đạo lý, đáng được chúng ta tin tưởng. Phật nói được thân người là đáng quý. Đáng quý ở chỗ nào vậy? Đáng quý ở khai ngộ, đáng quý ở siêu diệt sáu cõi luân hồi. Nếu muốn khai ngộ, muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi thì chỉ có Phật pháp. Cơ hội nghe Phật pháp không nhiều. Singapore được thân người sắp gần 400 vạn người. Có mấy người nghe được Phật pháp? Không thể so sánh. Được thân người và nghe được Phật pháp là đại hạnh. Nếu như được thân người mà không thể nghe Phật pháp, vẫn cứ khởi tâm động niệm, đều đang tạo ác nghiệp, thì cái thân người này có gì đáng quý chứ? Khoảng chớp mắt thì đi đến ba đường, vậy thì không đáng quý. Hiện tại chúng ta đích thực đáng được vui mừng. Chúng ta được thân người, nghe được Phật pháp, thực tế là không dễ dàng. Vậy thì chúng ta ngay đời này có năng lực siêu diệt tam giới hay không? Có năng lực trải qua đời sống trí huệ của Phật Bồ Tát hay không? Hoàn toàn xem thành tựu nhẫn lực của chính mình. Học Phật phải có lòng nhẫn nại, không có lòng nhẫn nại thì không thể thành tựu. Hơn nữa, lòng nhẫn nại này một ngày đều không thể buông lung. Chúng ta đến thế gian này, ngay trong một đời này, việc gì là việc lớn thứ nhất của ta? Học Phật là việc lớn thứ nhất thì mới có thể có thành tựu. Việc này nếu không có nhẫn lực tương đương thì không thể thành công. Khi mới học, luôn luôn là ngày phải tiếp nối đêm. Chúng tôi ngày trước ở Đài Trung cùng học giảng kinh với thầy. Vào lúc đó tuổi trẻ, có thể lực, buổi tối mỗi ngày dậy 3 giờ là không vấn đề. Ngày thứ hai vẫn cứ làm việc. Cho nên làm việc gì đều phải tuổi trẻ thì mới dễ dàng thành tựu. Trung niên trở lên thật khó, thể lực không đủ. Cho dù có tâm nguyện nhưng thể lực không cho phép. 3 ngày 3 đêm không ngủ, bạn còn có tinh thần hay không? Lúc tôi hơn 20 tuổi, có thể lực 3 ngày 3 đêm không ngủ mà hoàn toàn bình thường. Công việc gì đều cũng có thể làm, tuyệt đối không có tình trạng mệt mỏi. Hiện tại thì không được rồi. Cho nên cần phải nắm lấy cơ duyên, phải nắm lấy thời gian. Muốn có thành tựu, quyết định tất cả đều phải dựa vào nhẫn nại này. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải tập 202.
Nam mô A Di Đà Phật.